Thách đố người đi đường phân biệt tác phẩm nghệ thuật là ảnh chụp hay tranh vẽ. Chiến dịch OOH của Faber-Castell giới thiệu dòng sản phẩm bút chì màu mới ra mắt một cách đầy ấn tượng. Faber-Castell được biết đến là thương hiệu chuyên sản xuất đồ dùng văn phòng phẩm nổi tiếng đến từ Đức. Mới đây, hãng đã cho ra mắt dòng sản phẩm bút chì màu cao cấp với khả năng tạo ra những bức vẽ có màu sắc tự nhiên, chân thực. Để giới thiệu sản phẩm đến công chúng, Faber-Castell đã triển khai một chiến dịch quảng bá độc đáo tại Brazil. Ý tưởng của Faber-Castell chính là tạo ra những tác phẩm nghệ thuật để trưng bày trên phố, trong số đó sẽ có những tác phẩm được sử dụng chính bút chì màu Supersoft. Faber-Castell sẽ thách đố người đi đường xem họ có thể phân biệt được tác phẩm nào là tranh vẽ và tác phẩm nào là hình chụp. Tổng cộng có 10 tác phẩm đã được tạo ra cho chiến dịch, chúng được trưng bày trên khắp các thành phố của Brazil thông qua các hình thức OOH đa dạng như biển bảng trên đường phố và tại các địa điểm công cộng, nhà chờ xe buýt, ga tàu điện. Mọi người có thể truy cập website để đưa ra phán đoán của mình và giao lưu với những người cùng yêu thích nghệ thuật. Bên cạnh đó, Faber-Castell còn sử dụng các bức vẽ này để tạo ra các hoạt động tương tác trực tiếp với người đi đường. Nhiệm vụ phân biệt này có vẻ dễ dàng, nhưng nó đã khiến nhiều người bối rối. Có nhiều người không thể phân biệt được đâu là tranh vẽ và đâu là hình ảnh được chụp bằng máy ảnh. Điều đó chứng tỏ khả năng của bút chì màu Supersoft có thể mang đến những bức vẽ sống động và vô cùng chân thực đến mức có thể bị nhầm với ảnh chụp. Follow Unique OH để biết thêm nhiều thông tin thú vị về quảng cáo ở trên nha.